Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Phan Vlog. Ngày hôm nay mình cùng vào bếp làm món sò lụa đỏ chấm muối ớt chanh nha. Sò lụa đỏ mình đem hấp xả nè. Rồi bây giờ mình sẽ rửa. Cái này mình mới mua 2kg nè. Mình ngâm ớt để cho nó nhả sạch nhớt á. Rồi mình cho chút muối vào. Và đây là nguyên liệu để làm cho món sò lụa hấp xả nè. Mình có khoảng 5 cây xả nha. 5 cây xả nhỏ. Một bếp tỏi, chanh, ớt, hạt nêm, bột ngọt, muối. Để hồi nữa mình làm muối ớt chanh á. Trong thời gian mình đợi sò nó nhả sạch cát á, thì bắt đầu mình làm nước chấm nha. Mình làm muối chanh ớt. Hai muỗng cà phê muối bột nè, một chút bột ngọt, rồi ớt sắc lát vào đây, rồi bây giờ mình đâm cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Rồi mình cho vào đây một miếng chanh nha. Rồi mình đánh cho tan vậy là được rồi nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu rửa sò. Ở đây nhả sạch nhớt nè. Sò này nó còn tươi sống luôn nè các bạn. Nó lè lưỡi ra như vậy nè. Lựa con sò nó lè lưỡi ra như vậy là nó còn tươi nè. Rồi bây giờ mình rửa cho nó sạch nhớt ra. Rồi bắt đầu mình đi xào nó. Mình bắt chảo lên bếp và mình cho chút dầu ăn vào nha. Chảo đã nóng, mình cho tỏi băm nè, vài lát ớt và xả mình sắc lát vậy nè. Mình cho vào nha các bạn. Xào cho thơm. Xào cho thơm rồi mình cho chút nước vào. Rồi mình nêm chút bột ngọt vào. Khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Mình muỗng cà phê hạt nêm vào nha. Mình xào như vậy một hồi hấp sò ra sẽ rất là thơm. Rồi mình cho xả cắt khúc độc dập vào này. Rồi, cho sò vào.
Rồi mình đậy nắp kính lại để cho sò chín nha. Rồi, sò của mình sắp chín rồi nè các bạn. Hồi nãy mình cho có chút nước mà bây giờ nó ra nước như vậy nè. Các bạn cho nước ít thôi nha, sò của mình nó sẽ ngon và ngọt hơn. Thơm mùi xả quá. Rồi mâm sò mình đã hấp chín rồi nè các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ chấm thử một con nha. Sò nó to lắm các bạn. Ngon và ngọt, thơm xả ớt lắm các bạn. Mình cho nước ít cho nên thịt nó rất là ngọt. Sò này cũng còn tươi nữa, cho nên ăn ngon lắm. Muối chanh, muối ớt chanh thì rất là cay. Ngon lắm các bạn ơi. Rồi cuối video mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.